Tôi tính quà nhỏ gửi mấy đứa em ở Sài Gòn kho tôi khách đó. Cũng chả có gì, từ nhà xách lên, cái này anh không phải mua nha, anh đem ở nhà, mà nhà hàng xóm. Rồi, cảm ơn Thái rất là nhiều ạ. Chào anh Thái, hãy gửi tặng anh. Vâng, cảm ơn em. Kính thưa anh Thái, Quỳnh xin phép được đại diện Sài Gòn Pho gửi lời cảm ơn trân trọng đến anh vì anh đã ủng hộ Sài Gòn Pho cũng như là cho tụi em có cơ hội được tư vấn, được phục vụ. Kính thưa anh, thì vào cái ngày nhận xe, cái ngày tuyệt vời ngày hôm nay, thì anh Thái có thể cho Quỳnh biết được là cảm nhận của anh về cái ngày nhận xe tuyệt vời tại Sài Gòn Pho như thế nào được không ạ? Rồi, chào Quỳnh. Cảm ơn em vì đó hoa. Thì hôm nay là một ngày rất đặc biệt là anh nhận được chiếc xe qua chắc này. Đây là chiếc xe thứ ba của anh mua của hãng Ford, nhưng mà cảm giác nó khác hẳn so với những chiếc xe trước. Mình không nói nó tốt hơn nhưng mình thấy nó khác hẳn. Một phần vì các em ở đây ở Sài Gòn Ford Cao Thắng này chuẩn bị cho anh một buổi nhận xe rất là trang trọng. Nào là hoa, rồi nào là kéo màn, rồi nói chung là anh rất là hài lòng và anh rất là vui sướng khi nhận được một chiếc xe và một buổi nhận xe như thế này. Một lần anh nữa anh xin cảm ơn các bạn sale và một Sài Gòn Pho rất là nhiều. Hy vọng rằng là thời gian tới anh Thái sẽ tiếp tục có những trải nghiệm thật tuyệt vời với Sài Gòn Pho, và anh sẽ tiếp tục mua thêm nhiều xe nữa cũng như là giới thiệu bạn bè đến với Sài Gòn Pho ạ. Rồi, tất nhiên rồi, mà chiếc này là chiếc thứ ba của anh, nhưng mà anh dự kiến sẽ còn mua thêm 1-2 chiếc nữa. Tại vì để phục vụ công việc của mình. Còn về bạn bè thì đương nhiên bạn bè anh là anh cứ ủng hộ, bởi vì anh cũng tham khảo rất là nhiều dòng xe. Nhưng mà anh là dự ý về hãng Ford nhất về mọi thứ, thì giờ anh nên đã chốt tới giờ là 3 chiếc. Rồi, một lần nữa anh xin cảm ơn chỗ các bạn tư vấn viên hay là chỗ Sài Gòn Ford Cao Thắng đã hỗ trợ anh rất là nhiều từ việc mà chốt hàng, chốt đơn, rồi đặt cọc, rồi nhận xe. Anh nói cho anh cảm ơn rất là nhiều. Anh rất hài lòng đúng không ạ? Vâng, anh rất hài lòng. Cảm ơn anh. Chúc anh sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời với Sài Gòn Pho. Rồi, anh cảm ơn Quỳnh.